quý vị và các bạn, 30 năm trước, Lào Cai khởi đầu từ những bước đi đầy gian khó của một tỉnh mới được tái lập. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lào Cai đã có những bước phát triển mang tính đột phá về kinh tế, xã hội trong 3 thập kỷ qua. Phát huy những lợi thế về tự nhiên, về văn hóa và con người, Lào Cai tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Với chủ trương và giải pháp đúng, du lịch Lào Cai từng bước trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Tiếp nối loạt phóng sự chào mừng 30 năm tái lập tỉnh do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sản xuất. Hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự 30 năm du lịch Lào Cai, bức tranh đẹp nơi biên giới phía Bắc. Năm 1992, sau một năm tái lập tỉnh, Lào Cai mới chỉ đón được 8.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 1,3 tỷ đồng. Cơ sở vật chất chuyên ngành du lịch hầu như không có. Giai đoạn 1995-2000, doanh thu từ du lịch tăng bình quân 27% một năm. Năm 2000, doanh thu từ ngành công nghiệp không khói đạt 36,45 tỷ đồng. Du lịch phát triển mang lại một nguồn thu nhập không nhỏ, góp phần cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo và đóng góp đáng kể vào GDP của tỉnh. Giai đoạn này nó có một cái đặc biệt là tỉnh Lào Cai có nghị quyết số 03 giai đoạn 1996-2000 về phát triển kinh tế du lịch. Và trong quan điểm của nghị quyết này đấy, thì cũng nêu rõ du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp và cũng là một ngành kinh tế quan trọng trong cái cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đặc biệt là cái mục tiêu của cái nghị quyết số 03 về phát triển kinh tế du lịch thì cũng nêu khá rõ là phát triển về cơ sở vật chất, phát triển về cơ sở vật chất chuyên ngành về du lịch, phát triển về xây dựng cái sản phẩm về du lịch. Thành quả của 10 năm đầu tái lập tỉnh đã tạo tiền đề để Đảng bộ Lào Cai quyết định đề ra mục tiêu nhiệm vụ phát triển cho giai đoạn 10 năm tiếp theo. Theo đó, thế mạnh về kinh tế du lịch được khai thác hiệu quả ở Sapa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai. Đến năm 2013, số khách du lịch đến Lào Cai đã vượt trên 1,2 triệu lượt. Năm 2015, đón trên 2 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 4.000 tỷ đồng. Các khách sạn 4 năm sao, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí cao cấp được đầu tư xây dựng. Hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, toàn diện trên cả 3 nhóm, địa bàn, sản phẩm và chất lượng, trở thành mũi nhọn trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh. Nhiều sản phẩm, địa danh du lịch của tỉnh đã quen thuộc và trở thành sự lựa chọn thường xuyên của du khách trong và ngoài nước. Nổi bật là khu du lịch Sapa, Bắc Hà và thành phố Lào Cai. Với quan điểm doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển, Lào Cai đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển. Nổi bật trong giai đoạn này là sự kiện khánh thành và đưa vào khai thác toàn tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai ngày 21 tháng 9 năm 2014. Đường cao tốc Nội Bài Lào Cai được đưa vào khai thác là bước đột phá của ngành giao thông, giúp giảm thời gian lưu thông từ Hà Nội đi Lào Cai xuống còn 3 tiếng rưỡi so với 7 tiếng như trước đây, mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế xã hội và du lịch của các địa phương khu vực Tây Bắc. Thì tôi thấy cái phong cảnh ở đây rất là đẹp và con người ở Lào Cai cũng rất là thân thiện. Du lịch phát triển nhanh, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khu du lịch Sapa được quy hoạch tổng thể, phân khu chức năng và chi tiết, từng bước hoàn thiện đầu tư. Nhiều dự án sản phẩm du lịch quy mô lớn, chất lượng cao như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng được tập trung đầu tư. Hợp tác trong và ngoài nước về phát triển du lịch được mở rộng, liên kết trong hoạt động du lịch, tạo ra những chuỗi sản phẩm du lịch và dịch vụ đồng bộ. Các di tích, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch bản sắc riêng của Lào Cai được khai thác, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho nhân dân, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Năm 2019, Lào Cai đón 5,1 triệu lượt khách du lịch. Sapa trở thành một khu du lịch trọng điểm quốc gia, từng bước nâng tầm quốc tế. Chủ trương của thị xã Sapa trong phát triển du lịch là chú trọng về chất lượng,
chứ không chạy theo cái số lượng, nhất là trong cái điều kiện, cái hạ tầng và cái không gian về du lịch của Sapa nó còn đang khó khăn và chật hẹp như hiện nay. Trong suốt 30 năm tái lập, Lào Cai đã có nhiều ý tưởng sáng tạo trong việc quảng bá du lịch tới du khách mọi miền Tổ quốc thông qua việc xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với khai thác vốn văn hóa bản địa đặc sắc. Lễ hội Đền Thượng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được phục dựng mới, trở thành một lễ hội đề cao tính cộng đồng, đề cao ý thức quốc gia, dân tộc nơi vùng biên giới. Hàng năm khi mỗi độ xuân về, trước thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới, người Lào Cai lại cùng nhau nô nức lên dâng hương đền thượng, đền mẫu, cầu cho quốc thái dân an, quê hương đổi mới và phát triển. Lấy ý tưởng kết nối giữa các địa phương có những nét tương đồng về tự nhiên và văn hóa, Lào Cai đã đưa ra sáng kiến tổ chức các chương trình kết nối du lịch về cội nguồn giữa Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ. Rồi tiếp đó là chương trình kết nối 8 tỉnh trong vòng cung du lịch Tây Bắc. Từ năm 2020, chương trình kết nối 8 tỉnh được mở rộng ra với thành phố Hồ Chí Minh và sẽ tiếp tục liên kết với một số trung tâm du lịch lớn trong nước như Đà Nẵng, Hà Nội. Với vị trí cửa ngõ là cầu nối quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và giữa các tỉnh trong vùng lưu vực sông Hồng của Việt Nam kết nối với Vân Nam, Trung Quốc, Lào Cai đã tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc tế. Hội chợ thương mại du lịch Việt-Trung, giải đua xe đạp một đường đua hai quốc gia, sự đa dạng về điều kiện địa lý, tự nhiên cũng như văn hóa là nguồn cảm hứng để Lào Cai có được các sự kiện, sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch độc đáo và riêng có. Giải chạy Marathon Vượt Núi Quốc tế VMM được mệnh danh là giải chạy khắc nghiệt nhất hành tinh. Với cung đường chạy đầy thách thức nhưng cũng vô cùng lãng mạn nhờ cảnh sắc tuyệt đẹp của núi rừng Hoàng Liên, vượt qua quãng đường dài 100 km để chinh phục ngọn núi cao nhất Đông Dương, đỉnh Phan Xipang kỳ vĩ. Chợ tình Sapa, một sinh hoạt văn hóa dân gian, đã được tái hiện và tổ chức thường kỳ, trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của khu du lịch quốc gia Sapa. Lễ hội tuyết có lẽ là sản phẩm độc đáo nhất chỉ có ở Sapa, châu Âu thu nhỏ của Việt Nam. Đến cao nguyên trắng Bắc Hà, du khách lại được đến với một lễ hội mà ở Việt Nam không đâu có được. Đó là ngày hội đua của những nông dân cùng với những chú ngựa, những người bạn đồng hành thân thiết của họ trong lao động sản xuất. Lễ hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà được tổ chức vào giữa năm, nơi bạn sẽ được chứng kiến các kỵ sĩ chân đất băng băng về đích trên lưng các chú ngựa chưa từng được huấn luyện qua các trường đua chuyên nghiệp. Không gian du lịch được mở rộng, không còn chỉ tập trung ở Sapa, mà giờ đây những địa danh như Y Tý đã trở nên quen thuộc với khách du lịch khi lựa chọn đến với Lào Cai. Trải qua cái quãng đường từ Hà Nội lên Lào Cai và khoảng tầm 80 cây từ Lào Cai lên đây thì mình rất ấn tượng cái cảnh xung quanh đường là rất là đẹp. Và lên đến đây thì mình được nói chuyện trực tiếp với người Hà Nhì. Các bác ở đây cực kỳ mến khách. Các sự kiện văn hóa, các sự kiện thể thao, lễ hội du lịch đã tạo ra một kênh thu hút khách du lịch đến với Lào Cai rất hiệu quả. Trong năm du lịch quốc gia 2017, Lào Cai đã đón trên 3,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có gần 700.000 khách quốc tế. Với quan điểm tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao không chỉ là phục vụ các nhiệm vụ chính trị, mà các hoạt động sự kiện phải trở thành các sản phẩm du lịch cụ thể, phải gắn với mục tiêu để quảng bá và giới thiệu về văn hóa, về du lịch của Lào Cai. Đối với mỗi sự kiện đều có dấu ấn của văn hóa, thể thao, du lịch. Bản sắc văn hóa các dân tộc ở Lào Cai được lấy làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt, làm linh hồn của các sự kiện, sản phẩm du lịch. Tỉnh Lào Cai cũng đặt ra cái mục tiêu phát triển du lịch của Lào Cai là hướng tới các cái tiêu chí mang tầm quốc tế. Đấy, đó là các cái tiêu chuẩn của ASEAN, các cái tiêu chuẩn của du lịch toàn cầu, tức là phải duy trì
phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh, gắn với bảo tồn thiên nhiên, gắn với bảo tồn văn hóa, và phải phát huy được những cái đặc trưng văn hóa của Lào Cai, đặc biệt là các cái bản sắc văn hóa các dân tộc. Ngoài ra thì chúng ta vẫn kiên định cái chính sách thu hút các nhà đầu tư có trách nhiệm, các nhà đầu tư chiến lược để cùng chung tay với Lào Cai xây dựng lên những cái sản phẩm du lịch đạt các cái tiêu chuẩn quốc tế. Sự thành công của du lịch Lào Cai trong 30 năm qua cho thấy những tiềm năng thế mạnh của địa phương đã được khai thác một cách hiệu quả. Kết quả đó cũng khẳng định hướng đi đúng của tỉnh khi luôn xác định kinh tế du lịch là động lực để phát triển. Liên tiếp trong hai nhiệm kỳ gần đây, tỉnh đều dành một đề án cho lĩnh vực này. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển dịch vụ du lịch là một trong hai lĩnh vực đột phá được kỳ vọng là chìa khóa để Lào Cai sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Trong đó tập trung phát triển khu du lịch thị xã Sapa, thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, Y Tý của huyện Bát Sát, du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc, dịch vụ chất lượng cao, hiện đại. Dịch vụ và du lịch, đây cũng là cái lợi thế so sánh của tỉnh Lào Cai, chiếm tới 43-44% trong cái tổng cơ cấu kinh tế của tỉnh Lào Cai. Và chúng tôi đang tập trung ưu tiên để thực hiện những cái định hướng lớn mà Trung ương và Chính phủ đã phê duyệt. Vừa rồi Chính phủ cũng đã phê duyệt mở rộng những khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai lên gấp hơn 2 lần. Và khu du lịch quốc gia Sapa đang được đẩy mạnh để hướng tới khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế. Và tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Đây là một lĩnh vực sẽ là đột phá trong cái thời gian tới đây. Hệ thống các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đã được xây dựng thành chuỗi các sản phẩm du lịch mang đặc trưng của Lào Cai, đã trở thành các sản phẩm cụ thể được duy trì và khai thác, phát huy hiệu quả vào việc phục vụ cho kích cầu phát triển du lịch của Lào Cai. Tổ chức các sự kiện thành công, xây dựng nên các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc là thông điệp về một điểm sáng Lào Cai ở vùng biên giới với nhân dân cả nước.